Chào đón cả nhà, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip buổi chiều ngày 12 tháng 1. Thì hôm nay thì bên kênh của em có về rất là nhiều sản phẩm độc và lạ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt còn lên clip tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình nữa ha. Đầu tiên mà trong mã số 1 này em về có về được 5 cái đồng hồ châu Âu rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình. Cái đồng hồ đầu tiên, thứ nhất là con đại bàng gấp quả cầu pha lê nha, rất là đẹp. Bộ máy là để lộ nguyên cái bộ máy phía sau hoạt động như thế nào mình cũng xem luôn ha. Con đại bàng là bằng đồng nha, nó gấp nguyên một quả cầu pha lê, dưới này có hình ảnh hai cái chú chuột rất là ngộ nghĩnh, rất là dễ thương nha. Tất cả các chất liệu đều bằng đồng ha. Và cái này trong mã số 1, cái đại bàng gấp quả cầu có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.700.000 nha. Có chiều cao là tầm có khoảng là 12 cm và sải cánh là 12. Rồi đây là cái thứ nhất. Và tiếp theo cái thứ hai là cái hình ảnh con đại bàng cổng quả cầu pha lê, rất là đẹp, hình ảnh nguyên con đại bàng chất liệu bằng đồng, bộ máy cũng là quả cầu pha lê rất là to, bộ máy để lộ bộ máy hoạt động cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Đây là con đại bàng cổng quả cầu, thì cả nhà mình thích cái nào thì báo em cái đó nha. Đường kính là có khoảng là 19 cm và chiều cao là có khoảng 15, và có giá giao lưu nghe cả nhà mình cũng là 1.700.000 cho đại bàng cổng quả cầu nha. Rồi thêm một cái đồng hồ ở số 3 nữa là đó, là một cái đồng hồ lồng chim rất là đẹp, hình ảnh nguyên một hai con chim lúc lắc trên một cái lồng ha. Và trong đây là có bộ máy để lộ nguyên cái bộ máy bằng đồng cho cả nhà mình cùng xem luôn nha, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Cái đồng hồ lồng chim này có chiều cao là tầm có khoảng là 16 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 8.5 cm, và có giá giao lưu cả nhà 1.400.000 nha, 1.400.000 cho đồng hồ lồng chim. Và cái thứ tư là một cái đồng hồ mẫu 51882 rất là đặc biệt nha, rất là đẹp, chất liệu đồng nguyên khối nha cả nhà ha. Em lên code cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Cái này là nó có nhạc luôn nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Cái này là có nhạc luôn nha, khi mà báo thức là nó sẽ phát ra tiếng nhạc. Rất là đẹp như cả nhà ha. Và cái này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 nha, 1.800.000 cho cái ở mã thứ tư. Và cuối cùng trong mã số 5 là một cái đồng hồ châu Âu nha, đồng hồ thiên thần. Đây là có hình ảnh hai cái đôi thiên thần hai bên nha cả nhà mình ha. Và chất liệu đều bằng đồng hết, và chiều cao tổng thể 30 cm, và chiều ngang của cái đồng hồ này tầm có khoảng là 20 cm. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển nha. Mẫu 51886, mắc in phân ha, 1886. Ở đây có lên code đây. Cái này có giá giao lưu cả nhà 3.800.000 cho mã thứ 5 là 5 cái đồng hồ. Rồi, tiếp theo mã số 2 của ngày hôm nay. Mã số 2 của ngày hôm nay thì bên em có về được vài bộ ly để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mà nếu ở nhà mình có sưu tầm ly đồng thì báo em ha. Đây là hôm nay là mã số 2 này, bao gồm là đầu tiên là 6 cái ly, một bộ là 6 cái ly chén sen nha. Cái ly chất liệu bằng đồng, bằng đường kính là có khoảng là 10, đường kính là 5.5 cm. Chén sen ha, chiều sâu là 3 cm. Thì mỗi một bộ hôm nay thì em có giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu một bộ, là 6 cái ly chất liệu đồng nha, đồng rất là dày ha. Đây là chén sen trước ha. Và thứ hai là cái chén hình long phụng. Đó, một bộ là bao gồm 6 cái long phụng rất là đẹp ha. Đây có nhà mình cùng xem nha, long phụng nha. Đường kính thì cũng tầm cỡ khoảng là 5.5 cm. Chất liệu đều đồng hết nha. Đây có chạm long phụng, ở trong này có chạm một cái chữ luôn ha. Và cũng một bộ 6 cái vậy là 1 triệu đồng nha. Và thêm một cái nữa là một bộ ly cũng 6 cái nữa, ly chất liệu đồng nữa, có hình ảnh chạm gấp nổi chim như đây rất là đẹp ha. Trong đây có một cái chữ luôn nha, chất liệu đều đồng. Thì mỗi một bộ đều giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng 6 cái. Cái chung dài này có chiều cao là có khoảng là 5.3 cm, đường kính miệng là có khoảng 3 cm nha. Và 6 cái chung này ha. Và tiếp theo trong mã số 2 này thì em có về được mấy cái thỏi ngân lượng nha, rất là đẹp ha. Và một thỏi như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình 150.000. Cả nhà có nhu cầu mấy thỏi thì báo em ha. Có đường kính là 5 cm và chiều sâu là có khoảng là 2 cm nha. Hôm nay có sưu tầm được khoảng 10 thỏi và đều giao lưu cả nhà 150.000 một thỏi. Ở dưới đáy này có chuyện luôn ha. Đây là mã số 2 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một con cá kim long chất liệu bằng đồng mạ vàng. Có đường kính là có khoảng là 26 cm, chiều cao là có khoảng là 13. Và con cá kim long bằng đồng mạ vàng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho mã số 3 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một con ngựa nha. Một con ngựa chất liệu bằng đồng xưa ha, rất là đẹp. Hình ảnh nguyên một chú ngựa nha, dáng đang bước đi ha. Mã đáo thành công, chiều cao là tầm có khoảng là 8 cm, chiều dài là có khoảng là 23. Và có giá giao lưu với cả nhà 1.500.000 nha cho mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5.
Mã số 5 là một cặp nghe nha, một cặp nghe chất liệu bằng đồng xưa rất là đáng để sưu tầm ha. Cặp này thôi khỏi chê như cả nhà mình nha, cặp này về trưng bày sưu tầm thì khỏi nói rồi ha. Cặp này có tổng trọng lượng là khoảng 4 kg, chiều cao tổng thể là cỡ khoảng 20 cm và chiều dài có khoảng là 20 nha, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 cho một cặp nghe. Đó mã số 5. Rồi thứ hai mã số 6. Mã số 6 hôm nay là một tác phẩm ngũ lông chanh châu nha. Đây là một tác phẩm rất là đẹp, bao gồm 5 con rồng ha. 5 con rồng chanh một quả châu, ngũ lông chanh châu. Tổng trọng lượng là khoảng 4.9 kg và chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 29 cm. Bề ngang tổng thể là cỡ khoảng là 19 cm, chất liệu vận động nha. Ngũ lông chanh châu ha, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 4.300.000 cho mã số 6 ngày hôm nay, rất là sắc nét nha. Rồi mã số 6. Rồi thứ hai mã số 7. Mã số 7 là một cặp sư tử đồng nha. Đây một cặp sư tử chất liệu vận động ha, bao gồm có 2 con, tổng trọng lượng là khoảng 4 kg 3, chiều cao tổng thể là 20 cm và chiều dài tổng thể là cỡ khoảng là 27, chất liệu vận động. Cặp này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.400.000 nha, cho một cặp sư tử đồng của ngày hôm nay ha. Rất là đẹp nha cả nhà mình ha. Đây là mã số 7. Và mã số 8. Mã số 8 ngày hôm nay là một cặp cặp ngựa lông phụng, bao gồm có 2 con, một bên một mặt là chạm rồng, một mặt là chạm phụng, rất là đẹp ha. Cặp ngựa lông phụng nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Cặp ngựa này có tổng trọng lượng là khoảng 2.9 kg và chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 22 cm, chiều dài tổng thể là cỡ khoảng là 25, chất liệu bằng đồng, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.900.000 nha, 1.900.000 cho mã số 8 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là giới thiệu với cả nhà mình ở đó là một cặp trâu đồng tử ha, bao gồm có 2 đồng tử cởi trâu nha, tổng trọng lượng là khoảng 3.6 kg, rồi chiều dài tổng thể là cỡ khoảng là 24 cm, rồi chiều cao tổng thể là 20 cm, và một cặp trâu đồng tử như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.000.000 cho mã số 9 của ngày hôm nay nha. Tiếp theo mã số 10 là một cặp gà nha, một cặp gà chất liệu vân đồng, bao gồm 2 con. 2 con này tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 2.5 kg nha cả nhà mình ha, chiều cao là 20 cm, bề ngang là cỡ khoảng là 14 cm, chất liệu vân đồng nha. Và một cặp như thế này có giá giao lưu cả nhà 1.500.000 nha, 1.500.000 cho cặp gà đồng mã số 10 ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 đó là một tượng Phật Di Lặc gánh tiền nha, ông ra đang gánh tiền và cười rất là tươi ha, chất liệu vân đồng, hai bên là một bên tiền, bên đây là nguyên một thủ tiền nha, ở sau nè, ở dưới đáy có chuyện luôn ha. Tác phẩm này có tổng trọng lượng là khoảng 1.2 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 16 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 13, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 nha, cho tượng Phật Di Lặc gánh tiền mã số 11. Rồi 12 ngày hôm nay đó là một con nghe chất liệu đồng cổ nha, lâu lâu mới có về được một con nghe này ha, con nghe chất liệu đồng cổ rất là đẹp. Ở đây nó có chữ luôn nghe cả nhà ha, 4 chữ nha, và con nghe này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 nha, cho mã số 12 ngày hôm nay ha, con nghe chất liệu đồng cổ. Rồi tiếp theo mã số 13 đó là một con rồng đứng trên một thỏi vàng ha, rồng thỏi vàng tổng trọng lượng là 2.2 kg và chiều cao tổng thể là có khoảng là 18 cm, bề ngang đo được cho cả nhà mình là tầm có khoảng là 16 nha, chất liệu đồng, và có giá giao lưu với cả nhà mình con rồng thỏi vàng này là 1.200.000 ha, đáy có chuyện rất là to nha. Mã số 13. Rồi theo mã số 14. Mã số 14 hôm nay đó là một cái sông trầm Nguyên Ương nha, có 2 con chim công ha, mình bỏ trầm vô đây mình đốt thì khói sẽ bay xuống đây, rất là đẹp, đây mặt sau nha. Và cái sông trầm này có tổng trọng lượng là khoảng 1.2 kg, rồi chiều cao là cỡ khoảng là 20 cm, bề ngang là cỡ khoảng là 10 cm, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.000.000 đồng nha, 1.000.000 cho cái sông trầm này ha. Mã số 14. 15 là một sông trầm nhất long nha, hình ảnh một con rồng đang ôm một quả trâu nha, sông trầm nhất long chiều cao là 20 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 14 cm, tổng trọng lượng là khoảng 1.2 kg. Và cái sông trầm nhất long này được chạm chữ cho đây rất là nhiều nha cả nhà ha, rất là đẹp nha. Cái này mình bỏ vô đây mình đốt ha, trầm vô đốt cái đáy có chuyện luôn. Và cái đỉnh trầm nhất long này có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 nha, cho mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16 đó là sông trầm cửu long nha, đó là một hình ảnh có 9 con rồng trên đây ha, cửu long nha. Đặc biệt là có 9 con rồng được làm nổi xung quanh cái đỉnh này ha, ở trên này có 2 con rồng nha. Đây cái sông trầm cửu long ở đáy có chuyện ha, 3 chân là 3 chân lân, và tổng trọng lượng là khoảng 800 gram. Và cái sông trầm cửu long này có giá giao lưu với cả nhà 1.200.000 ha, nó có chiều cao là tầm có khoảng 15 cm nha, rất là đẹp ha. Mã số 16. Rồi mã số 17. Mã số 17 là một cặp kỳ lân nha, một cặp lân chất liệu vân đồng ha, chiều cao là cỡ khoảng là 14 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 15, chất liệu vân đồng, tổng trọng lượng là khoảng 1.8 kg, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho cặp lân này nha, cặp lân mã số 17 ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 18 đó là một cái gạt tàn mang đậm phong cách châu Âu cổ điển nha, đây cả nhà mình cùng xem ha, hoa văn cổ điển mang đậm phong cách châu Âu ha, và có tổng trọng lượng là khoảng
một ký mốt, và chiều dài tổng thể là có khoảng là 18 cm, và chiều sâu là có khoảng là 6 cm, và có giá giao lưu cả nhà mình là 1.200.000 cho cái gạch tàn châu Âu nha. Rồi mã số 18. Rồi mã số 19 của ngày hôm nay đó là một cái gạch tàn chim công nha. Hôm nay mã số 19 là có hai cái gạch tàn, một cái gạch tàn chim công và một cái gạch tàn trống đồng, đi giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Gạch tàn chim công thì chiều cao có khoảng là 14 cm, bề ngang là có khoảng là 7 cm. Cái gạch tàn trống đồng là cao có khoảng là 8 cm ha, và bề ngang là có khoảng 10 cm, và mỗi cái đều giao lưu với cả nhà mình là 750.000 nha. 750.000 cho một cái gạch tàn như thế này. Cái nào có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Đây là mã số 19. 20 của ngày hôm nay là một cái 220, là một cái ấm tam anh chiếm lưỡi bố nha. Đây là một cái trận chiến rất là đáng để sưu tầm ha. Trên đây nó khắc ăn mòn tam anh chiếm lưỡi bố. Đây là một cái ấm đồng rất là to, có tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 24 cm, bề ngang đo được là có khoảng là 21, và tam anh chiếm lưỡi bố này có giá giao lưu với cả nhà 1.600.000 nha cho mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21 là một cặp ngựa là Long Phụng. Đây là có bao gồm có hai con ngựa nha cả nhà ha. Ngựa chất liệu đồng xưa nha, và chiều cao là có khoảng là 16 cm, và bề ngang là tầm có khoảng là 19 cm, chất liệu đồng, tổng trọng lượng là khoảng 1,6 kg, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 nha cho mã số 21 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 22 đó là một con cá chép ngậm ngọc như ý ha, chất liệu bằng đồng. Đây là ảnh một con cá chép đang ngậm một cây gậy như ý nha, đang vượt trên một cái biển ha. Tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 1,5 kg, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 19 cm, và bề ngang là tầm có khoảng là 10 cm, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000 ha cho mã số 21. Rồi mã số 22 là một cái ấm hai lồng chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Hình ảnh hai cái ấm hai lồng nha, được chạm rất là nhiều ha. Trên đây có những hình ảnh con gít rồi nè, rất là độc lạ nha cả nhà ha. Hai lồng nha. Và mã số 22 này có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 1.200.000 ha. Có chiều cao là có khoảng là 18 cm. Mã số 22. Tiếp theo mã số 23. 23 là một cái cặp bình đồng cũ nha, nguyên ương trên cành mai, chiều cao là có khoảng là 24 cm, và bề ngang là có khoảng là 4 cm, và cặp bình này là cặp bình đồng xưa nha, được chạm rất là đẹp. Chạm nguyên ương trên cành mai ha, đồng cổ ha. Đây cả nhà cùng xem nha, cặp này có giá giao luôn cả nhà 2.200.000 mã số 23. Và thứ hai mã số 24. 24 là tượng Phật Di Lặc chất liệu bằng đồng ha. Tổng trọng lượng là 8,5 kg, và bề ngang của tượng là 36 cm, và chiều sâu là có khoảng là 20 cm ha. Và chất liệu bằng đồng, ông Phật Di Lặc nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.800.000 nha. Ông cười rất là tươi ha, rất là to nặng nha. Và tổng trọng lượng là 8,5 kg. Đây mã số 24. Rồi tiếp theo mã số 25. Mã số 25 đó là một cái đây là một cái đỉnh thất lân như cái nào ha. Đây là một cái đỉnh đồng thất lân, tổng trọng lượng là khoảng 6,2 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 44 cm, và bề ngang đo được cho cả nhà mà là có khoảng 30 cm nha. Đây là một cái đỉnh rất là to, đỉnh bóng thất lân nha. Giờ này có mảnh 7 con lân ha, rất là đáng đi sưu tầm nha cả nhà ha. Và cái đỉnh này có giá giao lưu với cả nhà mình là 4.800.000 cho mã số 25 nha, rất là đẹp. Đây mấy con lân luôn ha, rất là đáng đi sưu tầm nha. Đây mã số 25. Rồi tiếp theo mã số 26. 26 là 7 hôm nay là mã số 26 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình, đó là có một bộ tượng tam đa ba ông Phúc Bột Thợ chất liệu bằng gốm Biên Hòa xưa nha. Chiều cao của mỗi tượng là 46 cm, rất là đẹp ha. Đây cả nhà cùng xem nha, rất là nét nha, gốm Biên Hòa xưa thì khỏi chê ha. Giống như đây ông Thọ đây, Phúc Bột Thợ nha, ba ông thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 4.800.000 nha cho một bộ tam đa ba ông Phúc Bột Thợ ở mã số 26. Và cuối cùng mã số 27 đó là một cặp bình gốm Biên Hòa xưa với một cái tích là vui xuân chợ Tết nha cả nhà ha. Đây là hình ảnh cũng rất là có ý nghĩa trong dịp Tết hôm nay nha. Đây là một hình ảnh chợ Tết ngày xưa ha, có những hình ảnh ông đồ này ha, rồi những chú bé chăn câu nha, rất là đẹp nha. Và những người nông dân đi chợ Tết nha, rất là đáng để sưu tầm nha. Chiều cao là có khoảng 63 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 23 cm, chất liệu bằng gốm Biên Hòa xưa ha, rất là nét từng chi tiết nha. Và cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 6 triệu đồng ha, rất là đáng để sưu tầm nha. Gốm Biên Hòa xưa nha cả nhà ha, cặp này cao 60 mấy cm nha, rất là to, và 6 triệu đồng cho cặp này ha. Đây cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua ha. Xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại nhà vào lúc sau những sản phẩm độc và lạ hơn ha. Xin chào, hẹn gặp lại.